Xin chào ngày mới nha cả nhà. Cả nhà có thấy rải bắp mênh mông bát ngát bao la không cả nhà? Đó. Toàn bộ là rải bắp. Không thôi cả nhà. Ồ, bắp bị sâu ăn hết rồi nè. Bắp bị sâu ăn hết rồi cả nhà. Hôm nay mình đi thăm rải bắp nhé cả nhà. Đây không phải rải của mình. Rải của mình tít ra chỗ kia. Bắp này là bắp lai nhé cả nhà. Bắp đỏ bắp lai ấy. Ôi bị sâu ăn quá trời luôn này cả nhà. Xem này rải bắp bị sâu ăn hết rồi. Sâu ăn kinh khủng khiếp luôn đó. Sâu ăn quá trời luôn. Sao năm nay lại có cái dịch sâu ăn bắp nữa chứ? Mọi năm đâu có như thế đâu cả nhà. Mọi năm không có bị sâu ăn đâu. Không biết năm nay lại có dịch sâu nữa chứ. Không biết rải nhà mình có bị như thế không nữa này. Từ hôm trồng đi thăm được một lần thôi. Với lần này nữa. Ui, đi cái đường nào đây ta? Đi đường này đi. Cả nhà xem video thông cảm nhé. Vì video của mình là đa số mình toàn dùng điện thoại mình quay, không có gimbal gì cả, nên là xem nó hơi rung. Mong cả nhà thông cảm nhé. Ui, đường này cũng không có đường đi luôn này. Rồi đi cái bờ rẫy nhà người ta đi. Bên này người ta đang rải phân cà phê này cả nhà. Cà phê bên này có không này? Ở đây toàn bộ là rải bắp nhé cả nhà, khu này này. Khu này chắc được chừng 10 hecta. Toàn là bắp không. Cái khu này người ta dùng để làm bắp, làm đậu. Với ít khi người ta trồng cây khác. Vì người ta có nhiều rẫy đấy cả nhà. Rẫy này người ta làm bắp lai hay còn gọi là ngô lai ấy. Bán thu hoạch bán lấy tiền cả nhà. Hầu như rải nào cũng bị sâu ăn hết rồi cả nhà ơi. Mình quay điện thoại bằng điện thoại nó không bao quát hết được cái chiều rộng của cái khu này. Chứ mà ở ngoài rộng lắm đấy cả nhà. Người ta trồng người ta không để lối đi luôn này. Khiếp thật. Rải nhà mình thì cuối cùng nên là phải đi qua biết bao nhiêu cái rải. Mà người ta chẳng để lối nào luôn cả nhà. Rải nhà này là nhiều đất nhất. Bên này họ trồng cà này. Ôi, sâu không là sâu. Sắp tới rải nhà mình rồi. Đây, rải nhà mình đây cả nhà. Wow, cỏ không thế này. Ôi trời ơi. Đây là rải nhà mình này cả nhà.
đầu từ cái ranh này này. Đây. Đó. Thằng kia. Thì ra tới kia. Mình ở đây có sọc xào thôi cả nhà. Sọc xào rải thôi. Ôi chà. Có không là có. Có dệt mầm rồi đấy nhá cả nhà. Nó có không thế này này. Wow. Chết. Bên kia cũng có không kìa. Bên rẫy người ta bên cạnh nhà mình cũng có không cả nhà. Trời ơi, sao ăn tịt hết luôn này cả nhà. Này. Tịt hết luôn như thế này này. Kinh khủng khiếp. Ôi trời. Phun thuốc rồi đấy nha cả nhà. Ông nhận sau này nó lan nhanh thật. Mới phát hiện một tí thôi đi phun. Mà nó... không biết làm sao mà nó lan nhanh kinh khủng khiếp. Wow. Tới đây rồi. Mình mong bao la bát ngát. Cánh đồng ngô. Đi dạo quanh rẫy đó nha cả nhà. Bắp năm nay nó không ra hồn rồi. Ui da, bên này bắp tốt, cỏ cũng tốt luôn cả nhà. Mỗi năm thì bằng giờ này là đi làm cỏ bắp rồi. Năm nay chắc bỏ phân thôi, không làm cỏ nữa cả nhà. Đuối quá. Bắp năm nay nó không ra cái gì đâu cả nhà ơi. Hầu như rẫy nào cũng bị sâu hết nè. À có rẫy dưới này không bị nè. Rẫy của họ ấy. Đó, không bị sâu luôn cả nhà. Đẹp thật. Cả nhà xem xong video cho hai mẹ con một cái like cho cái buổi đi thăm rẫy nhé cả nhà. Mình dừng clip ở đây, mình sẽ xuống dưới này. Mình sẽ xuống dưới này để hái rau cả nhà. Thôi chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, ngon miệng. Bye bye.